What's up anh em? Xin chào anh em đã trở lại với Hacom. Và anh em đã dường như quá là quen thuộc với những cái bộ máy, bộ ghế gaming là khoảng tầm 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu đúng không ạ? Nhưng mà thế còn những cái bộ mà 100 triệu, 200 triệu thì sao? Liệu rằng Hacom có bán không? Câu trả lời là có nhá. Và chúng mình đang có ngay tại đây một cái ghế như vậy ở trên showroom Thái Hà chúng mình. Và bây giờ mình sẽ thử setup xem cái máy đấy nó sẽ khó không nhá. Dạ vâng, đây là bộ Cluven Scorpion của chúng ta và nó đang có mặt tại chi nhánh Thái Hà của Hacom. Cái bộ này ấy, nếu mà anh em mua về thì sẽ nhận được một cái cục to đùng luôn, tức là bao gồm cả cái phần bộ cạp này, nhưng mà sẽ tách ra là những cái phần chân anh em phải tự lách nhá. Thật may mắn làm sao là bên Hacom chúng mình sẽ hỗ trợ lắp đặt cho anh em một cách dễ dàng và đơn giản. Và bây giờ mình sẽ có đây, đó chính là một cái màn hình 49 inch từ Samsung. Và cái việc setup một cái bộ máy, một cái màn hình to này thì sẽ cần ít nhất là 3 người, hai người bê và một người gắn. Bây giờ mình cùng thử gắn vào nhá. Dạ vâng, nếu mà anh em thấy thì trong cái bộ Cluven Scorpion này thì sẽ có kèm đó chính là 3 dây HDMI của Cluven gắn sẵn. Cái 3 dây này để vừa mục đích là gắn cho 3 màn, nhưng mà tại vì mình chỉ có một màn 49 inch thôi nên là tí nữa mình sẽ luồn thêm một dây DisplayPort vào và cả một cái dây nguồn của cho màn hình gắn vào đây và nó sẽ đi theo cái đường này này. Đấy, nếu anh em thấy đi luôn qua đằng sau và ra đằng sau này. Thế nên em cầm một cái dây nguồn rất là dài nhá. Cái màn hình này thì sẽ có rất là nhiều các nấc để anh em có thể tùy chỉnh độ nghiêng lên nghiêng xuống của nó ấy. Thì nó sẽ có một cái ốc, hai ba cái ốc ở đây để anh có thể tùy chỉnh nó. Nếu mà anh em thấy đây này, sẽ sử dụng cái chữ L ở nó thì phải. Và sẽ vặn để nó cứng cáp hoặc là nó lỏng lẻo theo tùy như anh em muốn. Bây giờ đấy, mình đang để lỏng là có thể dễ dàng này. Rồi mình sẽ vặn vào và để nó thẳng như này, hợp lý với góc 90 độ. Dạ vâng, bây giờ thì đến là lúc để lắp cây. Thì nếu mà anh em nghĩ rằng là uầy, cái chỗ trống này chắc chắn là để lắp cây đúng không? Thì mình khuyên rằng là anh em không nên. Tại vì cái ghế này ấy, nó sẽ ngả nghiêng xuống. Và nếu mà ngả quá ấy, nó sẽ đè lên cây của anh em và làm gãy cây nhá. Tại vì cái động cơ trong này sẽ khá là khỏe. Thế nên là mình nghĩ rằng anh em nên đặt bên tay phải hoặc bên tay trái để có thể gọi là có một vị trí tối ưu nhất. Và nếu anh em thấy ở đây thì Cluven còn có một cái chỗ tức là kiểu khe này này, để anh em có thể mở ra. Wow, đấy. Và trong đây thì sẽ là cái nguồn của động cơ. Và mình đã gắn sẵn ở đây là một số cái một số cái ổ cắm để anh có thể luôn dây vào. Bên dưới này sẽ còn có những cái dây HDMI nguồn của nó. Đâu rồi? Đây là những cái dây HDMI của nó đây. Nó được đắn sẵn ở đây. Và anh em hãy kéo dài nó ra và gắn vào cái cây này. Bây giờ thì mình sẽ để cây vào vị trí hợp lý nhá. Những cái máy như này là anh em nên khuyên là anh em nên có bạn bè để lắp cùng. Chứ mắt lắp của mình nhọc lắm. Xong sau đó thì mình sẽ còn có một cái dây nguồn này. Cái dây nguồn này là từ cái ổ điện có sẵn ở trong này rồi. Và mình chỉ cần cắm vào ổ điện thôi. Lý do tại sao mà mình để cái dây nó dài đến như thế này, đơn giản tại vì là khi mà cái ghế này có trọng lực, thế nên là nó sẽ ngả xuống, ngả lên, dẫn tới cái việc là dây sẽ bị căng ra, giãn vào. Để như thế này để không bị cái trường hợp là đứt dây ra hoặc là có thể làm hỏng dây của anh em. Và bây giờ mình sẽ thử cắm điện và cùng trải nghiệm xem là cái ghế này nó như thế nào nhá. Dạ vâng, bộ Cluven Scorpion này có mức giá hiện tại ở Hacom chúng mình là 100 triệu. Và với 100 triệu chúng ta sẽ nhận được một cái bộ ghế với cân nặng là 120kg. Nếu mà sau khi lắp đặt xong cái bộ này sẽ cao tận là 2m, dài thì là 1m6 và rộng là 1m. Thế nên anh sẽ khi mà mua cái bộ này về phải chuẩn bị sẵn cho mình một góc để đặt cái bộ máy này nhá. Cluven đã đặt sẵn ở đây chúng ta là có một cái bát chuột này và có cả một cái tấm thép ở đây để có thể đặt chuột một cách chắc chắn và vững chắc nữa. Về hai bên này chúng ta rất nhiều rồi sẽ có những cái tấm đệm PU khác để anh em có thể đặt tay lên một cách thoải mái và dễ dàng khi mà ngồi trên chiếc ghế này. Như anh em thấy ở đây thì đây là một bộ ghế nó có thể được trợ lực, tức là anh em có thể đổi bất kỳ cái dáng vẻ nào mà anh em muốn. Tại vì cái thiết kế của nó là thiết kế như kiểu là bọ cạp vậy. Thế nên là đây, anh em có thể thấy đây là cái phần như kiểu đuôi bọ cạp. Và những cái phần này có thể lên xuống một cách thoải mái và dễ dàng mà chỉ sử dụng cái điều khiển này mà thôi. Tuy nhiên là cái thời gian di chuyển của nó hơi lâu hơn một chút, tại vì là cái bộ máy này tương đối là nặng mà, và nó chỉ có 3-4 cái động cơ ở đây thôi. Về bây giờ thì để đi vào thì ta cần phải làm gì? Đầu tiên đó chính là mở cái bàn này ra này và mở cái tay ghế này ra. Rồi, vậy thì sau khi mà mình đã mở tất cả mọi thứ ra và mình chui vào trong này thì một cái cảm giác ngồi rất là thoải mái, tại vì có đệm từ đầu tới chân cơ mà. Và cái màn hình thì nó ngay sát vào mặt mình, nó khoảng tầm cách đâu khoảng tầm 20cm mà thôi. Thế nên là nếu mà anh em mà không quen lắm thì sẽ hơi chơi game hơi ngợp đấy.
Còn cái khi mà mình để tay như này thì cái đệm tay cũng đỡ một cách rất là ok. Ngoài ra thì cái điều khiển này cũng đúng ở cái vị trí mà mình sẽ thường là để cốc nữa. Cái bộ ghế này có thể đặt ở 6 mức độ, gọi là cái 6 cái chế độ khác nhau ấy. Nhưng mà mình sẽ suy ra chỉ còn là 3 chế độ thôi. Thứ nhất là chơi game nghiêm túc này, làm việc nghiêm túc, đó là một chế độ này. Và chúng ta sẽ có chế độ thư giãn và cuối cùng là chế độ đi ngủ. Bây giờ mình sẽ thử đặt vào từng chế độ nhé. Dạ vâng, ngồi ở cái chế độ như thế này, tức là một cái góc ngồi 90 độ như những chiếc ghế bình thường mà anh em hay ngồi ấy. Và cái màn hình sẽ thẳng một góc, gọi là trực diện với anh em đây. Và nó sẽ song song với cả cái sàn. Và cái này thì sẽ phù hợp với chơi những anh em nào mà đang gọi là muốn chơi game một cách nghiêm túc này. Ví dụ như chơi CSGO này, hoặc là chơi, hoặc là làm việc một cách nghiêm túc. Chứ nếu mà ngả xuống một chút thì nó sẽ thành một cái chế độ, đó là chế độ gọi là thư giãn mất rồi. Mình thử vào chế độ nhé. Rồi, dạ vâng, thì mình đang hiện tại là đang vào chế độ thư giãn. Tức là cái ghế nó sẽ hơi ngả ngả về sau một chút để cho anh em có thể có một cảm giác thư giãn nhất. Và cái phần đầu của mình sẽ được tựa vào cái phần gọi là cái đệm PU này. Và phần chân sẽ được giữ rất là thoải mái ở đây. Nó hơi nóng một chút, nhưng mà nếu mà anh em có quạt, tại vì đơn giản mình ở đây không có quạt, thì nên là nó hơi bí một tẹo. Nhưng mà cái trải nghiệm thực sự rất là thích với một cái màn hình 49 inch như này. Một cái cảm giác ngả ra rất là thoải mái. Và mình đang chơi bằng tay cầm mà, cho nên là không cần phải lo lắng về việc gọi là để tay để chân ở đây. Cái chế độ này thì rất là phù hợp với những anh em nào gọi là chơi game này, chơi game theo kiểu tay cầm này, hoặc là để lướt web, xem phim. Đó, và bây giờ mình sẽ chuyển sang một chế độ sâu hơn nhé. Dạ vâng, sau một thời gian mà mình di chuyển, thực sự cái ghế này di chuyển rất là hay và cảm giác như kiểu cả cơ thể của mình đang di chuyển theo cái ghế. Và cái ghế này sẽ tạo ra một cái góc đúng là một cái kiểu như là như anh em đi nằm ấy. Và đây là chế độ để cho nằm ngủ. Tất nhiên rồi, điều đó không nghĩa là anh em không thể tận hưởng game hoặc là tận hưởng phim gì cả. Cái này trải nghiệm rất là thích này, rất là hay. Nhưng mà có vẻ như chỉ dành cho một mình anh em mà thôi. Và cái ghế này chỉ dành cho một người thôi mà. Khi mà di chuyển ấy, thì mình để ý rằng là mình sẽ vẫn nghe thấy những cái tiếng động cơ, nhưng mà nó không quá là lớn. Khi mà cả cái ghế này nó di chuyển như này ấy, thì mình khuyên rằng là anh em nên kiếm một cái dây dài hơn. Ví dụ như chẳng hạn như đây, mình đang kiếm một cái dây hơi ngắn một chút. Dẫn trường hợp đó chính là cái ghế này nó kéo giãn ra này, làm cho cái dây nó bị bung ra một tẹo đó. Và bây giờ mình không còn màn hình nữa rồi. Cái trải nghiệm thì sao? Cái trải nghiệm thì thực sự rất là thoải mái. Nó đúng theo một cái ghế, anh em nếu anh em biết ghế massage ấy, nó sẽ hơi nghiêng xuống này, xong rồi cái phần hông nó sẽ lõm một tẹo này để cho đỡ ở phần lưng ở sau này. Và cái ghế nó, cái phần chân nó cũng được nâng cao lên một chút để tạo nên một cái dáng gọi là tự nhiên nhất cho cơ thể của mình. Vậy thì các chức năng của những cái nút này sẽ như thế nào? Tất nhiên rồi, để có thể di chuyển thì ta sẽ phải bấm những cái nút ở trên đây. Nếu anh em có thể thấy này, nó sẽ có những cái tiếng chữ Trung Quốc. Nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà may mắn làm sao là Cluven đặt sẵn cho chúng ta những cái tên tiếng Anh ở đây. Ví dụ như này, cái này là roof down này, roof up này. Đấy, cái này sẽ giúp nâng cái má này lên và nâng cái má này xuống, đồng thời di chuyển cả màn hình nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ có là cái lưng, đấy, để di chuyển về lưng đằng sau, lưng đằng trước này. Đây là backward và đây là forward này. Và sẽ còn có hai nút đấy nữa là để cho dẫn cái việc là cái phần đáy này này nó sẽ hạ thấp xuống để có thể vào được một cái tư thế chính xác cho việc đi nằm. Ngoài ra thì sẽ còn có hai cái phím ở đây, đó chính là một cái là RGB này và một cái là đèn mái như mình đã bật sẵn ở đây để cho anh em nếu mà chẳng hạn như là đọc sách này thì có thể để đây một này, hoặc là nếu mà anh em chơi trong phòng tối đúng không thì rất là cần những cái đèn này để có thể gọi là trung hòa ánh sáng và không bị hại mắt quá là nhiều. Vì cái tức là cái trải nghiệm chơi game khi mà ở trên này ấy, thì mình thấy rằng là cái pad này đủ, tương đối nó đủ to. Nếu mà bây giờ mình bỏ cái tay cầm này ra nhá, và nếu mà mình di chuột này đấy, rất vẫn là đủ nhiều chỗ, rất là nhiều chỗ để cho anh em di chuột như này. Mỗi tội là nếu mà anh em chơi DPI thấp quá thì cái độ dài của pad này nó hơi thiếu một chút để cho anh em có thể xoay AK, xoay M4. Còn nếu mà không thì đây là bàn phím 84 phím đúng không? Thì mình vẫn có thể để được một bàn phím full size ở đây và đủ chỗ để di chuột khi như thế này. Rất là thoải mái mà thôi. Vậy thì có những cái điểm lưu ý như thế nào khi mà sử dụng một cái bộ máy như thế này? Với một cái bộ máy như này thì sẽ cần có những điểm lưu ý như sau. Đi vào cẩn thận thì đi ra chúng ta cũng sẽ phải cẩn thận đúng không? Thì đi ngược lại thôi. Chúng ta sẽ mở cái nắp này ra này và mở cái tay cạnh ra như xe Audi vậy rồi. Xong rồi chúng ta đi ra này và đóng lại. Cẩn thận lưu ý cộng đầu nhé. Ok, rồi. Đấy. Những điểm lưu ý tiếp theo đó chính là về việc đi dây. Vậy thì cái bộ máy như này đi dây ở đâu?
Câu trả lời đó chính là nằm trong cái bộ xương của chiếc máy này. Nếu mà anh em để ý ở đây thì nó sẽ có những cái khúc khúc khớp khớp như này này, và mình sẽ cần phải đi dây xuyên qua. Cái dây này thì là do mình đang hơi vội vã một chút, thế nên là mình sẽ luồn qua đằng trước. Chứ nếu mà bây giờ mà mình luồn vào trong này là coi như là không thể lấy ra được luôn đấy, bởi vì nó sẽ bị cố định vào trong này luôn. Thứ hai, ở trên là anh em cần những sợi dây rất là dài nhá. Mình khuyên rằng là anh em nên mua những cái sợi dây dài hơn, khoảng tầm 5 mét. Trong này thì đã có sẵn 3 dây 5 mét rồi. Dây HDMI nhá, tại vì nó vốn là để dành cho 3 cái màn hình 29 inch mà cơ. Nhưng mà do là Samsung họ có màn hình 49 inch tỷ lệ là 32:9 rồi. Thế nên là cần những cái dây như là DisplayPort mới có thể cân được một bộ phân giải cao như này với một cái độ làm tươi cao hơn. Và nếu mà anh em sử dụng cái ghế này ấy, thì mình khuyên rằng nên là ngồi trong phòng điều hòa hoặc là ngồi trong có một cái quạt bên cạnh, bởi vì với giá 100 triệu thì anh em chưa có ghế massage và chưa có gọi là sưởi ấm và làm mát. Thế nên là tất nhiên rồi, giá PU cơ mà, anh em ngồi cái gaming cũng bị nóng như vậy. Còn một điểm nữa đó chính là nếu mà anh em sử dụng cái bộ máy này, mình khuyên rằng là anh em nên đặt lên một cái bàn sàn là sàn mặt đá hoặc là mặt gì đấy, chứ đừng là sàn gỗ. Bởi vì cái sắt này khi mà mình di chuyển ấy, cái chân nó sẽ di chuyển trên cái sàn đó và dẫn tới việc là xước cái mặt bề mặt đấy, và sàn gỗ thì cực kỳ dễ xước luôn. Thế nên là anh em phải lưu ý nhá. Dạ vâng, với mức giá là khoảng tầm 100 triệu như thế này thì rất là hợp với những anh đại gia nào mà muốn có một con bọ cạp nằm ở trong góc phòng của mình. Nếu mà em cảm thấy hứng thú với cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả nhé. Còn nếu em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em đã xem video này, và hẹn gặp các anh em tại một video sau.